Hiện đang là tháng cao điểm trong công tác quyết toán thuế của các doanh nghiệp, đơn vị. Chính vì vậy, ngành thuế Thanh Hóa đã tập trung mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực thi chính sách pháp luật thuế nói chung, thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân nói riêng. Những buổi tập huấn chính sách thuế hướng dẫn thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân như thế này thường thu hút rất đông các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Bên cạnh những nội dung tập huấn về chính sách thuế mới, những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2024, cơ quan thuế sẽ lắng nghe đối thoại và đưa ra hướng để giải quyết những tình huống vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế. Về phía bản thân doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng là tự tìm tòi và tiếp thu những cái chính sách, những cái kiến thức mới về thuế. Nhưng đồng thời với đó thì Cục Thuế Thanh Hóa cũng rất là chủ động trong việc là tuyên truyền những cái chính sách thuế mới đối với doanh nghiệp thông qua rất nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như là gửi email thông báo về chính sách mới, ví dụ như là gửi những cái tổ chức những cái hội nghị, hội thảo để tuyên truyền về những cái chính sách thuế mới cho doanh nghiệp được tiếp cận. Đơn vị chúng tôi thì cũng đang gấp rút để hoàn tất những cái hồ sơ thủ tục thì kịp thời đáp ứng những cái quy định của luật thuế, quy định về thời gian hồ sơ và nguyên tắc của các cái luật thuế đã đề ra. Thì công ty chúng tôi cũng được các cục thuế để hỗ trợ những cái tập huấn để hỗ trợ những chính sách và các cái công tác về các cái đường nộp truyền tải hồ sơ kịp thời để cho công ty đáp ứng được về cái thủ tục. Thời gian qua, Chính phủ và Quốc hội đã triển khai nhiều chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong quá trình doanh nghiệp, người nộp thuế thực thi chính sách vẫn phát sinh những vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ. Để hỗ trợ doanh nghiệp, ngành thuế Thanh Hóa đã áp dụng nhiều hình thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời, triển khai thực hiện chính sách pháp luật thuế tại doanh nghiệp theo đúng quy định. Đồng thời giúp doanh nghiệp, người nộp thuế dễ dàng đăng ký áp dụng, thụ hưởng các chính sách về hoàn, miễn, giảm thuế, góp phần giảm chi phí trong việc kê khai nộp thuế, nâng cao hiệu quả đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngành thuế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu để giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách thuế, giảm thiểu sai sót khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2024. Cơ quan thuế cũng đã tuyên truyền bằng các hình thức là văn bản và qua kết nối Zalo gửi đến các doanh nghiệp để các doanh nghiệp nắm bắt trên địa bàn để mà thực hiện cái công tác quyết toán thuế nó đảm bảo đúng về thời gian. Thì nhiệm vụ còn lại của trong thời gian cao điểm này ấy, thì Chi cục thuế tiếp tục tăng cường và phân công cán bộ trực tiếp đôn đốc các doanh nghiệp và các tổ chức quyết toán thuế, vì phấn đấu đến ngày 31 tháng 3 là về cơ bản sẽ hoàn thành 100% đối với các tổ chức và doanh nghiệp là chấp hành tốt về cái việc nộp báo cáo quyết toán thuế. Tháng hỗ trợ quyết toán thuế sẽ được ngành thuế Thanh Hóa triển khai đến hết tháng 3 năm 2024 đối với các doanh nghiệp và đến hết tháng 4 năm 2024 đối với cá nhân. Theo thống kê sơ bộ của ngành, hiện toàn tỉnh có khoảng 60% doanh nghiệp và khoảng 40% cá nhân có quyết toán tại cơ quan thuế đã hoàn thành việc nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, chủ yếu thông qua phương thức điện tử. Việc sớm hoàn thành quyết toán thuế sau khi kết thúc năm tài chính không chỉ giúp cơ quan thuế làm tốt công tác quản lý nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, người nộp thuế yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước.